了呢，我问你那了。回来把这弄。为啷谁洗干？谁洗？为啷我带吗？哎哎，啥来？等。我不买的。Vélo marche équilibre. Oh là là, attention, hein. Il n'est pas tombé, mais lui. Anga. Hello. Hello. C'est mon cousin. Ma cousine. Việt Long ơi, con đi con gọi con nhìn nào. Con chào bác đi. Con chào bác, chào anh chị đi. Con chào bác, con chào anh chị đi con. What's your name? What's your name? Peter. Dạ. Chị gặp một lần rồi đúng không nhỉ? À không, lần trước là con mình em về. Anh em về muộn. Chị gặp Minh Quang. Vâng. Minh Quang. Minh Quang. Minh Quang. Minh Quang. Rất ghét. Quang. Quang. Oui, c'est comme ça. Minh Quang. Oui. Thế còn chị tên gì? Vivi. 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 Thằng ơi, chắc chú đi lối này này, vào trong đấy dẫm bùn đó em ơi. Ở trong kia bùn đấy, khó đi đó. Thôi với các cậu. Đi thẳng ra kia, có cái đường bê tông dễ đi hơn. Hả? Ừ, đi trong này bùn đó. Ici, pas ici, c'est plus facile. Ma cousine, elle sait la route mia. Elle sait la route est propre. Elle connaît. Ok, si c'est bon, tu vas. C'est pas mouillé par là? Ok. C'est pour ça qu'elle a dit que l'autre côté c'est mieux. Regarde où tu mets les pieds, Bédon. Tu marches. Hein? On va sauter. Oh là là. Hé, hé. Doucement, hein, con. Faut marcher ici, sur le dur. Ouais, on est là. Cháu đây rồi. Các cụ, mộ các cụ đó. Các cụ nhà mình vừa. Ừ. Còn đây là các cụ thì chị biết rồi. À là... bác biết rồi, đây là cậu. Ba đang hỏi cả cậu Quân cơ. Có ông bà ngoại nữa, chỗ nào? Dạ. Ừ. Đi luôn. Cụ diễn nhà mình là mãi về sau mới tìm thấy mộ đưa về đây đúng không? Cháu không tìm thấy ở đây. Tìm thấy ở đây hả? Biết là ở khu vực này. À, ông ra chỗ cụ ở chỗ bà dạ. Chắc thế, hay là ông đi vòng sang đây. Qui veut venir en avion? Ah oui. Ouais. Nó đang bảo. Nó bảo cậu Quân là cậu Quân về bằng máy bay, có phải không cậu Quân? Tự nhiên sáng dậy nó thấy cậu mà cậu về máy bay. À đâu, tối qua thấy cậu rồi, nhưng tối qua ngủ gật. Tối qua chưa chơi, sáng nay ra sáng sớm. Tưởng thấy... Nhưng thấy Phú kéo chăn ra. À. Nhìn thấy cái cười nó chào bình thường. Hôm qua... Hôm qua nó chưa tỉnh ngủ. Ta cấm ra chưa qua mà... Cậu Quân. Nam. Cháu cắm đấy. Cái gì chú cũng phải nói cháu biết, nếu không nói không biết à? Hả? Cháu làm cái gì cháu phải suy nghĩ, cháu đặt đốt hương để ăn gì, để cháy, để thắp hương. Thì đến khi nó cháy xong rồi nó đều rồi thì cháu phải dập nó đi chứ.
Đích tôn là thắp hương cho cụ. Được rồi. Cậu có móng tay không cậu? Đấy, nó theo rồi kìa, nó dắt ba đó rồi.